Thường là mình bán 7 ngày 7 món, nhưng mà mình có cố định là thứ hai món nào, thứ ba món nào không cô? Mỗi ngày mỗi món em. Ví dụ như là thứ hai là món gì cô nhỉ? Hủ tiếu lòng heo. Dạ. Thứ ba là món gì cô? Thứ ba bún bò. Dạ. Thứ tư bún mắm. Có một cái năm thứ hai bánh canh cua. Dạ. Thứ sáu là bò. Thứ bảy hủ tiếu là mì mì tiền cái kia đúng không? Dạ. Chục là phở rồi xong rồi đó, một tuần 7 ngày. Dạ. Bà nói con rể tôi nhắn nói cô còn bán không? Nói năm nay không về nước được. Trời ơi, ra đây ăn mỗi ngày mà ăn hả sang lắm đó. Ở Bình Thuận hả ăn nó hả tiền mắc lắm mà không có ngon. Quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay Phô Ta đang có mặt tại quận 4 quý vị ơi. Ở ngay địa chỉ Phô Ta đang đứng là đường Vĩnh Hội và đường Tân Vịnh. Ở đằng kia thì như Phô Ta thấy có một cái vòng xoay. Hôm bữa Phô Ta có quay và chia sẻ đến toàn thể quý vị món bánh canh gà chả cá tôm ở đường Khánh Hội. Thì có một bạn khán giả ở trên kênh Vina TV có nói rằng là bạn ấy là người từng ở nơi đây. Bạn ấy biết là ở đây có một quán bán 7 ngày 7 món. Hiện tại thì bây giờ bạn đang ở là Cali và cũng lâu lắm rồi bạn chưa có về Việt Nam để về thăm gia đình. Thì bạn cũng rất là nhớ những cái khung cảnh ở nơi đây và mong là sẽ chia sẻ cái tiệm bánh canh này để cho mọi người xem, mọi người biết, cũng như là để cho bạn được nhìn ngắm lại cái khung cảnh mà bạn đã từng sinh sống. Thì hôm nay luôn tiện Phô Ta qua đây, Phô Ta quay luôn cho bạn xem cũng như là quý vị khán giả cùng xem nha. Hôm nay là Phô Ta là chiều lòng khán giả quý vị, tại vì không biết là có bán hay không và bán món gì. Đây, đến đây là có cái vòng xoay nè. Bạn ấy nói đến vào đây thì thấy một cái tiệm bánh mì, sau đó rẽ phải. Thì Phô Ta nghĩ là cái bánh mì Vân Đồn này nè. Đó, số 1 Tân Vịnh nè. Ở ngoài cái tiệm bánh canh đó đâm thẳng vào, sau đó Phô Ta quẹo vào đây thì thấy một tiệm bánh mì giống như bạn nói. Rồi bây giờ là rẽ phải. Bên đây là có phở, cơm chiên, cơm tấm. Thì không biết là có phải hay không. Bạn ấy cũng không nói là quán tên gì hay là ngay địa chỉ nào quý vị. Chỉ biết là tới tiệm bánh mì rồi sau đó rẽ phải. Thì ở đó là Phô Ta thấy có hai tiệm. Bên đây có thêm một tiệm nữa quý vị á. Đó, hình như là đây cũng không để bạn luôn. Khách ăn thì lai rai. Bên đây là có tiệm cà phê nè. Để vào đây ăn quý vị, thử xem sao. Cô ta vào đại nha quý vị, tại vì không biết là tiệm nào. Ở đằng kia thì thấy có hai tiệm, ở đây có một tiệm mà thấy cũng đông khách. Đó, cô ta quay rộng rộng cho bạn ấy xem nè, coi có phải đúng ở đây không nè. Xung quanh luôn. Tại vì hôm nay là 15 âm lịch quý vị, nên và thấy là ở đây bán chay. Con lấy con tô hủ tiếu đầy đủ nha con. Rồi, thôi đi chú, đứng đây chi. Dạ, dạ, con cho con xem chút xíu.
không? Có ăn thì Khánh ăn gì hơn nấu giùm luôn. Đó. Có lấy cho con tô hủ tiếu không? Hủ tiếu. Dạ. Vậy cô ăn gì á? Hủ tiếu luôn. Con đầy đủ luôn hả con? Dạ, lấy giùm con tô đầy đủ. Của chú Hạnh kìa, 25 ngàn. Rồi. Ít gạo nước hả? Gạo nước. Tô đầy đủ của con có giá là bao nhiêu vậy cô? 25 ngàn thôi. Dạ. Đúng không? Rồi. Có những ngày bình thường cô có bán món món chay này không cô? Không. À. Có ngày ta gặm bán dạ. Thôi. Mùng 1 là 15. Dạ. 15. Còn những ngày khác, những ngày khác cô có bán món gì không? Ngày mai 1.000 món vậy. À dạ 7 ngày 7 món đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Như vậy là cô ta tìm đúng rồi quý vị ạ. Thường là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ đến mấy giờ? Giờ dạ. Có khi ế thì 11 rưỡi. Tô con đúng không cô? 25.000. Dạ, cảm ơn cô. Đây vị, không biết là cô ta đi có đúng hay không, nhưng mà nghe như cô nói là đúng rồi quý vị. Mỗi ngày một món. Và hàng tháng như vậy có 2 ngày là cô bán món chay. Ngày mùng 1 với là ngày 15. Thì hôm nay là ngày 15 âm lịch. Có hoành thánh, tàu hủ kỳ, có cải, có cà rốt. Quá trời luôn, 25.000. Cái này là nấm gì, nấm gì ta? Nấm này nấm... nấm hương hả? Nấm gì á? Nấm gì phụ ta quên ta? Nấm rơm. Ôi quên phụ ta gọi là nấm rơm. Không thấy mì đâu luôn quý vị. À không thấy hủ tiếu đâu luôn. Tại vì những cái này nhiều quá. Không thấy hủ tiếu luôn. Đây, à có một lát chả. Mời vị nha. Để phụ ta xin một miếng ớt. Đây vị, phụ ta mới đi lấy một miếng ớt. Cho nó cay cay cho nó nóng vị. Sài Gòn sáng nay lạnh lắm. Hình như có nem nữa quý vị. Nãy là một miếng chả, bây giờ là một miếng nem. Mấy vị nha. Wow, ngon. Ngọt quý vị ạ. À. Ngọt lắm. Hồi nãy quý vị thấy là ở trong nồi của cô có đầy đủ luôn. Có nấm, có cải, có cà rốt. Ngon quá. Mời vị. Ừ.
hột tiêu nè. Cô thằng em, cô nói là Tết cô vẫn bán. Khoai, trong là khoai môn. Béo. Khu đây yên tĩnh lắm quý vị ạ. Mặc dù có nhiều quán cà phê nhưng mà có cảm giác yên tĩnh lắm. Ở đây thì cô không có để cái tên quý vị ạ. Chỉ nằm sau một cái bức tường này thôi là. Cái này bây giờ gọi là cái gì quý vị? Mọc hay là bộ viên hay là cái gì quý vị? Nó sực sực còn giòn. Y chang như là mọc vậy đó. Chắc là mọc quý vị. Thì thôi chắc là dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Ta nha. Thì nếu mà có những dịp lần sau nếu mà Phú Ta vào đây nữa thì Phú Ta sẽ quay thêm những cái món ăn thêm cho quý vị xem. Thì Phú Ta ăn xong rồi Phú Ta đến hỏi thăm thêm cô một chút xíu nữa. Ngon quá quý vị. Giá cũng phải chăng. Dạ. Hôm bữa có bạn nào ở dạ. Mình bán lâu lắm rồi phải không cô? Dạ, là khoảng bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? Hơn chục năm. Dạ, hơn chục năm. Ở thường là mình bán 7 ngày 7 món nhưng mà mình có cố định là thứ hai món nào, thứ ba món nào không cô? Mỗi ngày mỗi món em. Ví dụ như là thứ hai là món gì cô nhỉ? Tiếu lòng heo. Dạ. Thứ ba là món gì cô? Thứ ba bún bò. Dạ. Thứ tư bún mắm. Có một cái năm cái mai bánh canh cua. Dạ. Thứ sáu là bò. Thứ bảy là mì tiêu, mì tiêm, mắm. Dạ. Chung là phở, rồi xong rồi đó, một tuần bảy ngày. Dạ. Tại như có bạn kia hay ăn ở đây mà hình như bây giờ đi nước ngoài á. Vậy hả? Không có về được, nó dịch không về được. Nhớ quá, nói lại đây quay cho bạn ấy xem chút xíu. Dạ. Đây. Chị Linh cũng có tiếng lắm nè. Không có con bà Mười á, bữa nhắn tin về á, nói bà Mười hỏi cổ còn bán không. Kỳ này về hai chị cũng không được. Dạ. Hai người 40. Người ta ở bên Mỹ á. À, trời ơi hả, cổ bả phải đi ở đây nè, bả nhắn giùm á. Dạ. Bả nói con rể tôi nhắn nói cô còn bán không, nói năm nay không về nước được. Trời ơi, ra đây ăn mỗi ngày mà ăn hả sang lắm đó, ở bên Mỹ nó hả ăn nó hả tiền mắc lắm mà không có ngon. Con cái hủ tiếu mì của em này đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay ngoài món nước ra thì có
bún mì xào nữa quý vị. Chả rế hả con? Chả rế đúng rồi. Nước chai. Cho nước trộn không ư? Bún mì xào thì mình bán bao nhiêu một hộp vậy con? Cũng vậy à. Dạ. Cũng 25 ngàn thôi vậy đó. 25 ngàn. Con hủ tiếu mì đi cô. Ăn dạ. Đây ra về. Dạ con đem về. Mì lên YouTube kìa, cửa lên lên. Dạ. Ê vì ở ngoài kia là đường Tân Vịnh nha. Ngay cái vòng xoay mà hồi nãy chúng ta quay á. Vòng xoay Tân Vịnh với lại Vĩnh Hội. Thì quý vị đi quẹo vào thấy có một cái tiệm bánh mì. Thì sau đó quý vị quẹo phải vào đây. Thì cô bán phía sau căn nhà này nè. Đó, ở đây là có bánh tráng Dì Hồng. Sau cái tiệm bánh tráng Dì Hồng quý vị. Ở địa chỉ là 20 đường số 11 phường 4 quận 4. Rồi, chắc phải dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha. Anh để em lấy cho.